Ok, cái thứ ba nữa đó là gì? Kinh doanh để phục vụ phong cách sống. Phong cách sống của bạn là gì? Phong cách sống của bạn là thiên về gia đình hay thiên về hướng ngoại, thiên về du lịch, thiên về làm đẹp, thiên về sự sang chảnh, hay là thiên về sự hào nhoáng, hay thiên về sự chi tiết, sự cẩn thận đó, hay thiên về cái sự ngăn nắp đó. Thì cái kinh doanh ấy, nó phải phục vụ cái phong cách sống của bạn. Ví dụ như này, có những người thì phải xây cái nhà rất là to rất đẹp, có những người thì không cần xây nhà nhưng mà cái xe phải đẹp, có những người thì không cần xây nhà không cần xe nhưng mà cái cuộc sống họ rất tự do, họ nay đây mai đó. Có một đội nó gọi là đội New Rich, tức là đội nhà giàu mới. Cái đội đấy thì nó cái quan điểm của nó này, nó không cần quá nhiều tiền để bắt đầu hưởng thụ, và nó bắt đầu đi du lịch khắp nơi, không cần có nhà, không cần mua nhà, không cần mua xe, và nó thích đi nước nào nó ở đến đấy, nó ở nước đó 6 tháng một năm sau nó đi một nước khác. Thế là cả cuộc đời là cứ phiêu bạt như vậy. Mà nếu như có chồng, có vợ, có chồng thì kéo cả hai vợ chồng cùng đi đó. Đấy là cái việc mình tìm chọn đúng đối tác phù hợp với mình, chọn đúng cái người bạn đời phù hợp với mình, bởi vì họ cũng có giá trị cốt lõi. Đấy là gì? Nó đi du lịch, nó cũng thích đi chơi. Thế là gì? Hai vợ chồng kéo nhau đi. Mà nếu mà có con thì sao? Họ ở đó, họ sinh con xong họ lại đi chơi tiếp, họ lại kéo cả con họ đi. Có những cặp đôi mình biết là con họ chỉ có 6 tháng thôi, thậm chí là nhỏ hơn, nhưng mà họ đã đeo nó trên trên lưng và một cái ba lô rất to, và họ rong ruổi, họ đi chơi, họ đến một đất nước này, họ đến một thành phố này. Ví dụ họ đến Hà Nội, họ ở lại Hà Nội, sau đó họ lại làm việc, họ có những cách làm việc online mà không cần phải đến văn phòng họ vẫn làm được. Ví dụ họ làm các blogger, các cái viết bài, hoặc đăng những cái status, hoặc là youtuber, các cái streamer gì đó. Họ có rất nhiều cách để họ kiếm tiền mà không cần phải hàng ngày đến văn phòng. Thì đó là cái giá trị của sự tự do, giá trị của cái sự mà hưởng thụ cuộc sống. Thế thì cái phong cách sống của bạn là gì? Nếu như phong cách sống của bạn là gì, là thiên về gia đình, là chăm sóc gia đình, có những người là gì, không cần quan tâm đến bản thân mình không cần phải quá xinh đẹp, không cần phải mua sắm nhiều, không cần phải trang điểm nhiều, nhưng mà con cái mình sẽ là những cái nguồn vui cho mình. Thế thì đó là phong cách sống của bạn. Phong cách sống của bạn là tập trung cho gia đình. Thế nếu như mà kinh doanh mà bạn có thể kéo cái công việc về nhà mình có thể làm việc tại nhà, thì đó chính là phục vụ phong cách sống của bạn. Ví dụ như Huy hiện nay, Huy đang quay cái video này tại nhà, thì cái giá trị cốt lõi của Huy cũng là gì? Là gia đình. Cho nên là gì? Mình sẽ tập trung những cái gì đó tốt nhất cho gia đình. Đó, mình dành những thời gian quý báu nhất cho gia đình. Đó, mình chơi với con cái của mình. Đó, thì đấy là cái cách mà mình đang làm. Mình vẫn kinh doanh, mình vẫn kiếm tiền, nhưng mà gì? Mình vẫn ở nhà mình vẫn có một cái văn phòng ở nhà, mình vẫn làm việc ở nhà, và cần thiết thì mình ra mình bế con. Thì đó là cái phong cách của mỗi người nó khác nhau. Thế thì mỗi một cái phong cách nó sẽ mang lại cho mình một cái thế mạnh riêng và một cái đối tượng khách hàng riêng. Ví dụ như là Huy sẽ hướng dẫn cho các bạn là những cái người mà phụ nữ ở gia đình nhỉ, hoặc là những người đàn ông mà chăm lo gia đình nhỉ, thì đó là các bạn sẽ thấy rất là thú vị. Tuy nhiên những người mà không phải cái điều đó thì họ cảm thấy không thú vị lắm, thì bạn có quyền lựa chọn. Bạn có quyền lựa chọn học cái video này hoặc không học video này. Bạn có quyền lựa chọn sử dụng cái thời gian của bạn làm việc này hoặc việc kia. Nhưng mà chúc mừng bạn khi mà bạn đã ở đây cùng với tôi để chúng ta có thể cùng học nhau thêm một điều gì đó. Ok, hãy ghi xuống cái điều thứ ba là kinh doanh phục vụ phong cách sống. Ok, tiếp theo đó là gì? Kinh doanh đó là trao giá trị. Kinh doanh là trao giá trị, tức là gì? Nếu mà bạn muốn kinh doanh tốt thì bạn phải trao giá trị đi trước. Ví dụ như là Huy làm rất nhiều cái video khác nhau để trao giá trị cho cộng đồng trước. Sau đó thì sẽ có những người họ thích các cái video của Huy, hoặc họ muốn rằng là anh ơi, anh hãy tư vấn thêm cho em, anh hãy coaching cho em, anh hãy huấn luyện em để em có thể thành công hơn. Bởi vì nhiều khi rất nhiều người xem video xong, hoặc thậm chí là đi học các khóa rất đắt tiền xong. Ví dụ như Huy đi học khóa hàng trăm triệu. Thế thì học xong xong cuối cùng về không áp dụng được, cuối cùng kiến thức nó lại trôi đi mất, và cuối cùng mà mình vẫn thế, mình vẫn thông minh như cũ. Đấy. Đó là cái nỗi đau của rất nhiều người đi học về nhưng không áp dụng được. Nhưng mà nếu mà có một người nào đó đã thành công trong cái việc áp dụng đó rồi, và họ hướng dẫn cho mình, họ chỉ cho mình từng đường đi, nước bước một, họ không làm thay cho mình nhá, họ chỉ cho mình thôi, đi đường này thì đúng đường, đi đường này thì sai đường. Và đôi khi là ví dụ như là cái phong cách của Huy là Huy không chỉ, mà Huy sẽ hỏi mà theo em thì em đi theo cách đó có đúng không, có đạt được cái điều em mong muốn hay không.
À, nếu mà không đạt được điều em mong muốn thì em có làm như vậy nữa không? Nếu mà em không làm như vậy thì em sẽ làm như nào? Và em sẽ làm như này, như này, như này. Ok, thế em có cách nào làm tốt hơn hay không? Và em sẽ làm như này nữa. Em còn cách nào làm tốt hơn nữa không? Em sẽ làm như này nữa. Ok, thế thì đấy là những cái cách mình đặt câu hỏi để các bạn tự tìm ra câu trả lời cho mình. Bởi vì cái quan điểm của Huy ấy là gì? Câu trả lời luôn nằm sẵn trong các bạn. Không ai có thể trả lời câu hỏi cho các bạn tốt bằng chính các bạn. Bởi vì các bạn hiểu chính mình, bản thân mình nhất, các bạn hiểu khách hàng của mình nhất, các bạn hiểu gia đình của mình nhất, các bạn hiểu thế mạnh thế yếu của mình nhất, nó hiểu hoàn cảnh của mình nhất, cho nên là gì, các câu hỏi phù hợp nhất với bạn nó là chính bạn. Cho nên là đừng cố gắng tìm hiểu các câu hỏi ở một cái thế lực nào đó bên ngoài, mà hãy tự tìm câu hỏi của riêng mình. Nhưng mà mình cần một cái sự hỗ trợ để bật ra cái câu hỏi đó, cái giải pháp nó giống như là một cái cánh cửa. Khi bạn mở được cái cửa đó thì giải pháp nó ùa đến với bạn, ý tưởng nó ùa đến với bạn. Và cái quan trọng là gì? Bạn phải tìm đúng cái chìa khóa để mở cái cánh cửa đó. Và cái chìa khóa ở đây chính là cái câu hỏi đúng. Thì Huy chỉ đơn giản là gì? Đặt một cái câu hỏi đúng để trao cho bạn cái chìa khóa để bạn mở ra cái giải pháp cho chính bản thân mình. Cái câu trả lời nó nằm sẵn trong bạn rồi, nhưng mà nó đang bị khóa ở đâu đó, nó đang bị vướng ở đâu đó mà bạn đang đang chưa tìm được, thì Huy sẽ giúp bạn tìm được cái chìa khóa đó. Thì đấy là cái cách mà Huy đang kinh doanh. Và kinh doanh đấy là gì? Là trao giá trị. Thì đang trao giá trị cho các bạn trước, và các bạn muốn thì hãy thuê thuê Huy để cộng tác với Huy để làm việc với các bạn, ok không ạ? Ok, và tiếp theo đó là gì? Để mà kinh doanh được tốt thì chúng ta là gì? Là phải cần nhiều năng lượng. Thế thì khi mà bán hàng, các bạn biết rồi, nếu như mà chúng ta không có năng lượng thì chúng ta sẽ bị khách hàng từ chối ngay. Khách hàng sẽ không thích làm việc với một người không có năng lượng. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng xem, nhìn ra dáng ngồi của bạn đi. Xem bạn đang ngồi như nào, bạn đang nằm như nào, bạn đang đứng như nào. Bạn hãy nhìn lại đi. Thì cái dáng ngồi của bạn nó có cho bạn năng lượng hay không? Nếu như bạn tiếp tục ngồi như vậy và bạn làm việc với khách hàng theo cái dáng ngồi như vậy thì liệu có thành công hay không? Không, tôi không rõ là bạn có thành công hay không. Nhưng bạn hãy xem lại là nếu như bạn là một người tràn đầy năng lượng thì bạn sẽ có khả năng là chiến thắng trong cuộc chơi kinh doanh nhiều hơn so với người mà ít năng lượng. Chính vậy mà chúng ta phải liên tục gì? Liên tục phải nhận các cái năng lượng từ bên ngoài và liên tục phải truyền cái năng lượng ra ngoài, gọi là truyền động lực đấy, và nhận động lực đấy. Động lực để làm việc, động lực để bán hàng. Đó, thì đó chính là những cái mà chúng ta cần cần phải học thường xuyên. Và Huy cũng có thường xuyên cũng có những cái video cũng như là cái khóa để làm sao để truyền động lực cho các bạn, để các bạn có thể là thành công trong cái việc bán hàng cũng như là kinh doanh cũng như kiếm tiền. Ok, cái giá trị, cái tư duy kinh doanh số 6, số 7 đấy là gì? Kinh doanh là phải tập trung vào khách hàng, giống như là cái phần mà ý tưởng kinh doanh là gì? Bạn muốn kinh doanh thành công thì bạn phải tập trung vào khách hàng chứ đừng tập trung vào sản phẩm. Doanh nhân mà yêu sản phẩm thì chết, còn doanh nhân mà yêu khách hàng thì sống. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khách hàng mới là người cuối cùng trả tiền cho chúng ta. Và khách hàng họ không quan tâm đến sản phẩm của bạn là gì, họ chỉ quan tâm lợi ích của họ nhận được là gì mà thôi. Thế thì nếu như bạn chỉ quan tâm đến tính năng của sản phẩm của bạn, ví dụ như là bạn bán mầm đậu nành chẳng hạn, thì bạn chỉ nói về mầm đậu nành nó có những cái chất gì, nó có chất này, chất kia rồi estrogen rồi ABC, những cái từ rất là khó hiểu. Khách hàng họ không quan tâm điều đó. Họ bảo là uống cái này thì tôi được cái gì? Tôi uống mầm đậu nành thì tôi sẽ được cái gì? Trong thời gian bao lâu? Và có cam kết gì không? Và tôi cái giá có, nó có tốt hay không? Đấy. Rồi sản phẩm có an toàn hay không? Có uy tín hay không? Thì đó là những điều mà khách hàng quan tâm. Chứ họ không quan tâm là trong đấy có cái gì. Họ không quan tâm là cái hộp nó đẹp hay không. Hay là nó không, họ không quan tâm là cái tính năng mà nó làm được cái gì mà lợi ích mang lại cho sản phẩm. Đấy. Thì khi mà bán hàng ấy thì các bạn có hai cột bạn kể ra. Một cái cột đầu tiên là các cái tính năng về sản phẩm, ví dụ như là cái hộp nó là 500 gram hay là 300 gram đúng không ạ, rồi là các cái tính năng khác, tính năng về ví dụ như là trộn mầm đậu đậu nành với cả collagen hay là một cái sản phẩm gì đó khác, thì cái thành phần bên trong đó đó là tính năng, tính năng. Thế thì với các cái thành phần như vậy và khối lượng như vậy thì chuyển sang lợi ích là gì? Ví dụ như khối lượng như vậy thì bạn sẽ được để sẽ được sử dụng trong vòng 15 ngày chẳng hạn thế. Và 15 ngày thì để làm gì? Đó, để chúng ta có thể một liệu trình để có thể tăng vòng ngực lên thêm
2 cm nữa, hoặc 3 cm, hoặc 1 cm nữa. Đấy, đấy là tùy vào cái nghiên cứu của các bạn cũng như là phản hồi của khách hàng của bạn. Thế thì khi mà bán hàng ấy, thì chúng ta sẽ phải phải chăm sóc khách hàng thường xuyên, và cái quan trọng là cái quan trọng vô cùng quan trọng là phải hỏi khách hàng xem cái hiệu quả của cái sản phẩm của mình đến đâu. Bởi vì nếu mà không hỏi thì khách hàng họ sẽ không không uống một cách thường xuyên, và họ sẽ nhãn quên đi, họ quên đi, và gì, và khách hàng nó sẽ không không hiệu quả, và sản phẩm của bạn sẽ không hiệu quả. Và đôi khi cái sản phẩm của bạn có hiệu quả với người này, rất hiệu quả với người này, nhưng lại không hiệu quả với người khác. Chính vì vậy là gì, nếu như mà nó không không hiệu quả với người đó thì bạn có tiếp tục bán hàng cho họ hay không? Nếu mà bạn tiếp tục bán hàng cho họ thì chứng tỏ là gì, bạn chưa tập trung vào khách hàng, bạn chưa chưa gọi là trao giá trị. Nếu như mà nó không 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 phù hợp với khách hàng đó, nó không mang lại giá trị cho khách hàng đó, thì chúng ta dừng lại không bán sản phẩm đó, tìm sản phẩm khác cho họ, đúng không? Thì đó mới là tập trung vào khách hàng. Và khi đó thì khách hàng họ rất là tinh, họ biết rằng là à, nếu mà anh chỉ tập trung vào sản phẩm, anh tập trung vào bán hàng thì là gì, anh đang muốn tìm cách lấy tiền của tôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta giúp đỡ họ, trao giá trị cho họ thì họ sẽ cảm nhận được điều đó, và họ sẽ tin tưởng chúng ta hơn, và họ sẽ mua hàng mà không cần mặc cả, không cần quan tâm đến bao nhiêu giá bao nhiêu nữa. Thì đó mới là cách kinh doanh bền vững, đúng không ạ? Ok, cái tư duy kinh doanh thứ 8 đó là gì, kinh doanh là đào tạo, kinh doanh là đào tạo. Để mà kinh doanh thành công ấy, thì chúng ta phải đào tạo khách hàng để họ hiểu được các lợi ích của sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải đào tạo khách hàng. Ngoài ra thì chúng ta phải đào tạo đội nhóm của mình. Nếu như các bạn trở thành boss mỹ phẩm, hoặc là boss về thực phẩm chức năng, hoặc là kinh doanh online gì đó, thì bạn sẽ phải đào tạo đội nhóm của mình. Ví dụ như Huy ở đây, Huy đang đào tạo mọi người, thì đó là một cách để chúng ta đào tạo, và kinh doanh là đào tạo. Đó. Thế nên để mà thị trường hoặc là khách hàng họ hiểu mình, họ biết mình, họ tin mình, họ mua hàng của mình, thì chúng ta phải đào tạo cho họ bằng cách này hay cách kia. Ví dụ như là Huy đang đào tạo mọi người về kinh doanh, thì mọi người bảo ô mình còn thiếu nhiều cái này quá, thì mình sẽ gì, mời inbox với cả anh Huy, là gì, là mời anh Huy về để làm việc với mình. Bởi vì là sao, bởi vì mình đã đào tạo cho các bạn thấy rằng là à, mình có khả năng gì, mình có những kiến thức gì có thể giúp được cho bạn. Và có những ngoài kia, có những khách hàng họ không quan tâm, họ bảo là gì, ông này không không phù hợp. Thực ra là gì, không có người tốt, người giỏi hay người không giỏi, chỉ đơn giản là có người phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Cái người rất giỏi nhưng mà không phù hợp với bạn thì cũng vứt đi hết, bởi vì họ sẽ không tạo giá trị cho bạn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà người phù hợp thì họ có thể không phải giỏi nhất trong cái ngành đấy, họ không phải giỏi nhất trong thị trường đấy, nhưng mà nó tạo ra giá trị cho bạn, thì đó chính là cái vấn đề. Khách hàng vậy, chúng ta không không bán cho tất cả khách hàng, chỉ chúng ta bán cho những khách hàng phù hợp thôi. Bởi vì những khách hàng phù hợp họ sẵn sàng mua hàng chúng ta đều đặn thường xuyên. Còn có những khách hàng có rất nhiều tiền nhưng họ không mua hàng của các bạn, thì đó cũng không phải khách hàng phù hợp, và bạn cũng không cần phục vụ họ, đúng không ạ? Ok. Thì đó là cái gì? Bán hàng là đào tạo. Đào tạo là bán hàng. Cho nên chúng ta phải đào tạo, chúng ta phải trở thành người có khả năng đào tạo. Và để có thể trở thành người có khả năng đào tạo, hãy liên lạc với tôi sẽ giúp đỡ các bạn để các bạn có khả năng đào tạo. Ok không? Rồi tiếp theo. Kinh doanh là không có bí ẩn nào cả. Các bạn cứ nghĩ rằng là gì? À, kinh doanh nó phải bí quyết này, bí quyết kia, xong rồi tìm đi học để tìm các bí quyết. Không có bí quyết nào các bạn ạ. Tất cả các bí quyết đều có trên Google hết. Các bạn lên Google search ra hết. Quan trọng nhất là gì? Các bạn biết search từ khóa nào hay không? Các bạn có từ khóa nào, có ý tưởng nào để search hay không thôi. Chứ còn tất cả cái gì trên Google có hết. Ví dụ tất cả những cái kiến thức mà Huy đang chia sẻ với mọi người này, nó Huy phải bỏ hàng trăm triệu ra để đi học nó. Nhưng mà sau khi đó mình phát hiện ra là gì? Tất cả kiến thức này nó có hết ở ngoài kia rồi. Có hết rồi. Chẳng qua là mình không chịu học, không chịu đọc thôi. Có cái kiến thức này nó có ở đâu đó ở trong cuốn sách này. Ví dụ như là 15 cái tư duy kinh doanh này, nó Huy phải tổng hợp trong khoảng độ đâu đó khoảng độ 5 đến 7 cuốn sách khác nhau về kinh doanh, và khoảng độ đâu đó khoảng độ 5 đến 7 cái khóa học về kinh doanh, và đâu đó hàng chục cái bài viết cũng như là hàng chục cái video ở trên mạng, thì mới ra được 15 cái tư duy kinh doanh này. Nhưng mà vấn đề gì, cái giá trị của Huy đó là gì, việc nó tổng hợp lại để cô đọng nó, để trở thành những cái gì đó đơn giản nhất để giao cho các bạn, chuyển giao cho các bạn một cách dễ dàng nhất. Đó thì cái lợi ích mà các bạn nhận được khi mà xem cái video này đó là cái sự dễ dàng. Còn nếu mà không ý, các bạn đọc 10, 20, 50, 100 cuốn sách thì kiểu gì thì tất cả những cái này nó là của các bạn hết.
nó là những cái gì mà ở ngoài kia mình không sáng tạo ra tất cả những thứ này, bởi vì đã có ai đó ngoài kia sáng tạo ra nó rồi. Thế thì cái việc của chúng ta đấy là gì? Tổng hợp lại thông tin, cái giá trị của Huy gì? Tổng hợp lại thông tin và đóng gói lại một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất, trao nó cho bạn. Được không ạ? Và bạn ghi xuống được chưa ạ? Kinh doanh không có bí ẩn nhé. Đừng nghĩ rằng là thằng kia nó làm được thành công vì nó có một cái bí quyết này. Không có đâu. Không có, không có. Kể cả những cái về thực phẩm, rồi các thứ, mình nghe nó ghê gớm, kinh khủng. Nghĩ rằng nó phải thế này, thế kia, nhưng mà thực ra nó không có bí quyết gì cả. Nó rất là dễ, rất là đơn giản. Mình hoàn toàn có thể làm được. Mình tin là mình làm được, mình sẽ làm được. Nhưng mà mình phải nỗ lực nhiều hơn. Để mà có 15 cái tư duy kinh doanh này thì mình phải đọc sách nhiều hơn, mình phải nghiên cứu nhiều hơn, phải đi học nhiều hơn, phải trả giá nhiều hơn thì mới ra được. Đó. Nhưng mà nó không có bí ẩn. Đó. Ok.